Rồi, hello, xin chào bà con, chào đại gia đình ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Rồi, sáng hôm nay rộ lên cái thông tin là có một cái lá đơn của ông Thích Minh Tuệ gửi cho cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, yêu cầu là không đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội, đồng thời là xử phạt những người nào đăng thông tin sai lệch và tung hình ảnh của ông lên khi mà không được ông cho phép. À, nhiều người cứ nói là đơn này là không phải của ông Tuệ. Ông Tuệ là không bao giờ viết cái đơn này. Đó, thầy đã buông bỏ hết mọi thứ rồi, thầy không quan tâm đến chuyện khác. Thầy không có tố cáo ai đâu, thầy không có đề nghị xử lý ai đâu, ai muốn làm gì làm, thầy chỉ tu tập thôi. Đó, và cái chữ viết trong đơn là không phải của ông Tuệ, bla bla các kiểu nha. Đó, bàn luận rất sôi nổi nhưng mà không có đâu bà con. Tin này là chính thức luôn, tin nóng nha. Đó, báo Công an Nhân dân đưa rồi là không có cái chuyện tầm bậy được nha. Báo Công an Nhân dân đã cái mọc đỏ lè đỏ lét đây nè. Đây, ông Thích Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội. À, báo lên là chỉ có đúng nha quý vị. Tối 13 tháng 11, người thân gia đình ông Lê Anh Tú, đó, pháp danh là Thích Minh Tuệ, cho biết ông vừa có đơn gửi cơ quan chức năng, tổ chức, gia đình, cá nhân và xã hội về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. À, trong đơn nè, ông Minh Tuệ xưng con gửi đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội đề nghị không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh, giao thông, không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép của ông, nhằm không ảnh hưởng đến quá trình tu tập, học tập theo 13 hạnh đầu đà, theo lời Phật dạy, cũng như theo quy định của pháp luật. Nha. Rồi ông Minh Tuệ cũng đề nghị nè, đề nghị cơ quan xử lý đối với những ai đưa thông tin về ông lên mạng xã hội. À, trong đơn ông Minh Tuệ cũng khẳng định mình chưa phải là sư Phật hay thần thánh. Ông Minh Tuệ cũng nêu rõ chỉ là một công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, chưa đạt được thành tựu gì và mong mọi người tạo điều kiện để được học tập tốt hơn. À, nó ai còn nói là bây giờ mà ai mà đánh tôi, ai mà đánh tôi thì tôi sẽ cầu nguyện cho người đó được hạnh phúc nha. Bây giờ mà đánh ổng một phát là ông cho lên dĩa liền chứ đừng có nói là cầu cho hạnh phúc nha. Đó, mới lấy hình ảnh của ổng đây, mới lấy hình ảnh của ổng mà không được sự cho phép của ổng là ổng đề nghị xử lý rồi đây chứ đừng nói mà ai mà đánh con là con sẽ cầu mong cho họ hạnh phúc, không có đâu nha. Rồi tiếp tục nè quý vị. Tiếp tục là cái lá đơn của ổng. Rồi để từ từ tôi đọc cái lá đơn của ổng ha. Cái lá đơn của ổng, coi cái lá đơn ổng viết cái gì đây. Rồi cái lá đơn của ổng viết nè quý vị: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc nè. Đơn đề nghị, con tên là Minh Tuệ, kính gửi các cơ quan chức năng và tổ chức, gia đình, cá nhân, toàn xã hội, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, để đảm bảo cho việc khất thực tu học của con, mong mọi người không tụ tập đông người làm mất trật tự an toàn giao thông, không quay phim chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội ảnh hưởng đến quá trình tu tập, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những người đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được phép của con. Đó, nghe rõ nha, nghe rõ nha. Đó, thầy của mấy má đã buông bỏ hết rồi đây, buông bỏ hết trơn rồi đây nha. Đó, nguyện vọng của con được học tập 13 hạnh đầu đà, trời ơi hạnh đầu đà nữa, theo lời Phật dạy, theo quy định của pháp luật, của nhà nước đã được tốt đẹp hơn. Con đang là một công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni. Con chưa phải là sư thầy hay thần thánh hay là Phật gì cả. Con chưa đạt được thành tựu gì cả, mong mọi người tạo điều kiện cho con học tập. Con đồng ý đăng cái đơn này lên mạng xã hội Minh Tuệ. Tôi không biết là ông gửi cái lá đơn này để làm cái gì đây quý vị ha. Nếu thực sự mà ông muốn á, là đám đông đừng có tụ tập nữa thì ông lên tiếng mẹ đi. Đó, camera nhà có rồi mà, bây giờ nhà có tới 5-7 kênh truyền thông luôn mà.
Ở Hoàng Sáu TV nè, Nô nè nè, ở Sơn Cà Phê Sơn Tây Phố đồ nè, Hoàng Duy Hùng đồ đó, Nhà Thiếu Mẹ gì kênh truyền thông, hoặc là chỉ cần là nói mấy anh nhân viên đó, nói mấy anh nhân viên công ty ra nói là bây giờ thầy không muốn bà con tụ tập nữa, chỉ cần nói một tiếng là họ về, đúng không? Nó làm gì mà yêu cầu cơ quan chức năng, tôi nghĩ trong này nó cũng có cái khuất tất gì đây ha. Đó, mới hôm qua còn ra một cái clip ngày hôm kia chứ. Đó, bây giờ mà ai mà có vắt dao là chém này kia là tôi cũng vẫn đi tiếp mà. Mới hôm qua còn thông báo đó, quý vị nghe cái clip không? À, bây giờ mà ai mà có vắt dao đồ mà này kia cái nọ là tôi cũng đi chứ sợ gì. À, nhà sư đấy quý vị, đó, bật tôi chân tu đây. Ha. À, rồi bây giờ không biết gửi cái đơn cơ quan chức năng làm sao đây. À, tôi không biết trong cái câu chuyện này nó có cái gì hay không ha. À, còn bây giờ nếu mà thực sự ổng muốn ngừng, ổng muốn tu á, thì ổng ra ổng tập trung bà con lại, ổng nói bây giờ bà con ơi đừng lên nữa, bây giờ thầy chỉ cần là tịnh tâm một chỗ, thầy muốn được nghỉ ngơi, thầy muốn được tu tập, thầy cần không gian yên tĩnh. Ổng nói một cái là bà con giải tán liền gì đâu, ổng đâu nói đâu. À, rồi gửi cơ quan chức năng làm gì nữa. Hay à, câu chuyện này nó cũng hay ho đấy. À, rồi yêu cầu xử lý người này người kia nữa đó, quý vị thấy chưa? Yêu cầu xử lý những ai đưa thông tin ổng rồi kia kia nghe. À, đừng nói là thầy buông bỏ nha, thầy buông chưa? À, không buông đâu. Rồi bây giờ muốn tu kiểu khác thì cũng dễ ờ, mà tôi nói quý vị bây giờ à, để cho bà con không tụ tập dễ lắm. Tôi có một cái kế này, tôi hiến kế nha. Đó, tôi hiến kế nha. Thầy nói là thầy tu 13 hạnh đầu đà, thầy ăn một bữa thầy ngủ ngồi thầy này cái kia cái nọ đó. Bây giờ là công ty cũng có rồi, đó, 5-7 kênh, 10 kênh truyền thông rồi ha. À, bây giờ là không tụ tập bà con nữa, để cho ai cũng được đảnh lễ, ai cũng được nhìn thầy. Đó, đề nghị là 5-7 kênh truyền thông của thầy đó phát trực tiếp nha, live stream trực tiếp cái cuộc sống tu tập của thầy một ngày, live ngày live đêm gì đó, đặt 4 cái góc đó, giống như cái thằng vừa rồi mà nó like cái phòng trọ của cái thanh niên ở ngoài Bắc Ninh đó gì đó mà ai này nó treo ở trong cái toilet đó, đó nó vô nó like nó ở 24/24 gì đó, người ta xem đông ngạt mấy trăm ngàn là mắt xem luôn, đúng không? À, bây giờ thầy cũng làm y chang gì đó, thì mọi người sẽ được nhìn ngắm thầy, mọi người không có tụ tập nữa, mọi người không có kéo lên trên đó gây mất an ninh trật tự, đúng không? À, rồi ai muốn donate khoa hồng đồ gì đó thì đó là chuyện bình thường ha, ở trên kênh YouTube hay TikTok gì đó, cứ quay từ sáng tới tối tới khuya đó, hoạt động của thầy một ngày đó, thầy ăn một bữa ra sao, thầy tu ngồi ra làm sao, thầy học cái gì chứ ở trong công ty đó biết đường nào, đúng không? Sáng ra có 15 phút còn không vô công ty nó không làm gì trong đó mà hạnh đầu đà, mà bây giờ đâu còn hạnh đầu đà gì nữa quý vị, đầu đà gì nữa mà đầu đà, đúng không? Đầu đà là người ta đi ở ngoài đường, người ta khổ hạnh, người ta đụng gì người ta ăn đó, rồi người ta ngủ ở ngoài gốc cây này kia. À, bây giờ là cả mấy tháng nay là đâu còn đầu đà nữa, chỉ cần là một cái giới nó bị phá rồi thì xong rồi, đúng không? Mấy nay thầy mặc đồ mới không mà, đồ công ty chuẩn bị, đúng không? Rồi thầy ở công ty luôn rồi. Đó, rồi ăn thì người ta xếp hàng đó, là muốn lựa gì lựa, muốn ăn món nào lựa, chứ đâu có khổ hạnh gì đâu, đúng không? Đó, thầy bữa nay da dẻ hồng hào rồi, thầy đâu có phải như này nọ nữa mà hạnh đầu đà. Đó, bây giờ hạnh đầu đà thì thầy phải ẩn đi. Đó, tôi nói rồi, chắc có lẽ là nhận thấy tình hình nó như này như kia rồi, nó không ổn rồi, thôi rồi gửi đơn cơ quan chức năng trước để thế sao đó quý vị, chứ tôi thấy cái này nó cũng có cái, nó có cái nhiều thứ nó khó hiểu ở đây nha. À, rồi bây giờ bà con mà không tụ tập ở đây là công ty nó hoạt động sao, đúng không? Bây giờ bà con không tụ tập nữa là công ty hoạt động sao? À, mà có một cái điều lạ nữa là tối hôm qua đó, à, mới tối hôm qua là gửi đơn cơ quan chức năng là yêu cầu không tụ tập, à, mà sáng hôm nay cũng khắc thực tiếp, đúng không? Bây giờ ổng ngưng khắc thực mẹ đi là không tụ tập chứ gì đâu. Tôi thấy cái câu chuyện này rối quá, à, rối tung beng rồi, tự mình làm khó, có nghĩa là một pha xử lý cồng kềnh á. Bây giờ bà con mà lên đó, họ lên mà họ không gặp thầy, họ lên làm gì? Họ lên tế họ, đúng không? Bây giờ ông đóng cửa ông đó, bây giờ ông không đi khắc thực, à, bây giờ ở trong công ty ở 10 ngày đi, nửa tháng gì đó đi, hoặc là ông sẽ không đi khắc thực nữa, à, công ty sẽ chuẩn bị đồ ăn buổi sáng cho ông. À, bà con lên cũng như không à, đó thì không có ai lên nữa, ai đâu mà lên, ổng dẫn đi thì họ mới lên chứ, đó, nếu mà ổng không xuất hiện thì ai lên,
rồi gửi cơ quan chức năng để làm cái gì, cái việc này ổng có thể xử lý mà, ổng ngưng hay không là quyền của ổng, ngưng hay không là cái sự ý thức của ổng, ổng muốn ngưng hay không thôi. Chứ bây giờ mà ổng không muốn ngưng mà cơ quan chức năng họ có vào họ làm này làm kia thì cũng khó, đúng không quý vị? Bây giờ ổng cứ sáng nào cũng ra, ổng diễu hành, ổng đi lên đi xuống, đi lên đi xuống vậy đó, mà biểu cơ quan người ta giải tán thì đâu có được, đúng không? Giải tán ra làm này làm kia thì cái tụi ở nước ngoài nó nhảy vô lại, nó đàn áp tôn giáo đồ này nọ, đúng không? Nó không tôn trọng tự do tín ngưỡng, nó vô nó lại nói, nó làm khó cho chính quyền mình nữa. Quan trọng là ngưng hay không là ổng muốn thôi. Bây giờ ổng chỉ cần ổng ngưng, ổng không muốn bà con tụ tập, ổng ra ổng nói một tiếng thôi đó, bà con đứng hết đây nè, hôm nay thầy thông báo nè đó, thầy nói bữa nay là cái bữa cuối nè, thầy gặp mọi người nè, kể từ ngày mai thầy sẽ không xuất hiện nữa, bà con lên đây sẽ không gặp thầy, thầy muốn được yên tĩnh, thầy muốn được tu tập, hạnh đầu đà của thầy mong bà con để cho thầy tu, rồi chỉ một câu như thế thôi, họ giải tán họ về đó, và không ai lên Gia Lai nữa, lên nữa thì đâu gặp thầy, là họ lên làm gì, họ bỏ công sức tiền bạc đó, đi xe đi cộ lên đó, đúng không? Một phần thì gửi cơ quan chức năng kêu là giải quyết, còn một phần thì vẫn tiếp tục đi đó. Này tôi thấy cái pha xử lý này cũng cồng kềnh quá, tôi không biết đường nào mò ha. Đó, nhưng mà thông qua cái đơn này thì chúng ta thấy là thầy của chúng ta vẫn chưa buông bỏ nha quý vị. Đó, vẫn còn là muốn bảo vệ hình ảnh của mình đây. Đó, vẫn còn đòi là xử lý những ai mà đưa thông tin khi mà chưa được sự đồng ý của thầy nữa. Đó, ngày xưa thì quý vị thấy thầy như thế nào, bây giờ thầy khác rồi, thầy không còn như ngày xưa nữa đâu. Hồi xưa thì ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Ai mà đánh thầy thì thầy cầu mong cho người đó bình an. Bây giờ thầy thằng nào nhào vô đánh thầy cứ coi cái coi. Thằng nào nhào vô đánh thầy thứ cái coi, má nhìn ra liền. Đúng không? Mới đưa hình ảnh thầy lên mạng xã hội đó mà thầy đòi kiện rồi đó. Đừng có giỡn chơi nha. Thầy không phải là như ngày xưa đâu mà nói là thầy buông bỏ rồi muốn này muốn kia. Đó, nhiều người lên nói bà Hằng là tấn công một nhà sư là không có sức phản kháng. Ông Minh Tuệ ổng không có nói gì đâu, ổng buông bỏ rồi. Mai mốt ổng kiện luôn bà Hằng bây giờ, chứ đừng nói buông bỏ nha, đừng nói buông bỏ. Trời ơi. Rồi tu dữ chưa, bây giờ mà tụ tập cái đám đông đó mà không được nha. Đó, bà con mà không lên trên đó nữa thì công ty nó hoạt động cái gì đây ha, rồi nhân viên rồi này kia nọ. Nhưng mà có cách hết đó quý vị ơi, có cách hết á, có lối đi hết trơn á, bà con cứ yên tâm nha, sẽ được gặp thầy nha. Tôi đang có một cái hiến kế đó, kêu mấy cái kênh YouTube với là TikTok đó là live trực tiếp thầy một ngày nha. Một ngày tu tập của thầy Tuệ đó, từ sáng tới khuya cứ đặt camera ngay chỗ ông á, quay 24/24 luôn đó. Vậy thì ông đó ông tu hạnh đầu đà người ta mới tin, chứ bây giờ ở trong công ty đó mà ông nói đầu đà ai biết, ông đó ông ăn bữa, ông ở trong đó ông ăn 5-7 bữa ai biết được, đúng không? Ai biết được trong đó rồi. Ok, ngày xưa thì ở ngoài đường thì còn có hạnh đầu đà rồi các kiểu, chứ bây giờ công ty rồi mà đầu đà gì nữa quý vị ơi. Bây giờ có tu 100 năm nữa cũng không được. Tôi nói là tôi, quan điểm của tôi là như thế nha. Phải như ngày xưa để cho ông đi lang thang đó. Đừng có ai ngó ngàng gì tới đó, ông đi ngày qua ngày ông thể hiện được cái này cái kia đó, thì khả năng ông sẽ tu được. Bây giờ nó tung hô lên quá rồi, cái hào quang á quý vị, cái hào quang của một vị Phật sống á, họ quỳ họ lại rồi các kiểu đó, nên đã quá rồi, nên là mai một hết ý chí của thầy rồi. Bây giờ ý chí của thầy không còn sắt đá như ngày xưa nữa, bây giờ mà ngủ ngoài nghĩa địa ăn bữa là bắt đầu mũi cắn liền à, không được nhé. Cái gì cũng vậy, nó thay đổi mà, đúng quý vị. Rồi cuối video clip thì xin gửi đến quý vị những sản phẩm sức khỏe làm đẹp của Sơn Sàm nha, xin mời cô chú anh chị xem qua, xin kính mời. Rồi như thường lệ cuối video thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, uy tín chất lượng, hàng Nhật chất lượng Nhật 100% made in Japan đó. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Rồi thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang. Đây, cái thuốc viêm xoang này là
Chikunai 224 viên một hộp. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh xoang lâu năm nè, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha, riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất. Đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị. Đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi, thì cái này 224 viên uống được 1 tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả. Viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000 một hộp. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua nha. Các anh chị nào đó bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng, ở chua, đầy hơi, hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tía tô nha quý vị, hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha. Đó, rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên. Đó, mỗi ngày mình uống 6 viên. Đó, chia làm 3 lần mình uống với nước ấm á, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi, tiếp theo là gì? Cái miếng dán thải độc chưng. Đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng, mới nhập về nha quý vị. Rồi, cái miếng dán thải độc chưng là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi á, là nó có độc tố trong người nha, nó có độc tố trong người, thì đây trước khi đi ngủ á, mình ngâm chưng mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chưng khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha. Đó, 36 miếng, thì bắt đầu mình lấy hai cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào hai cái lòng bàn chưng, rồi sau đó chúng ta lấy hai cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân, rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tuột ra. Mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui, đó, độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra, và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng. Đó, dùng một hộp, hai hộp, ba hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng ha. Cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp 36 miếng, 950.000 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mình nó cứng, nó ngắt mà nó đau, dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên, viên uống đau vai gáy. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPA SQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ nè, tăng cường oxy lên não nè. Đó, và đặc biệt là gì? Bổ não, tăng cường trí nhớ nè. Đó, ngủ ngon, ngủ sâu nè. Đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh nè. Đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha. Bổ não cực kỳ hiệu quả. Rồi, cái DHA này 300 viên. Rồi, em bán 330 viên. Rồi, em bán 3.500.000 luôn. 3.500.000 luôn nha. Cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bổ não cực kỳ tốt ha. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng về tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, các anh chị cứ yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau, chào tạm biệt.